chào mừng các bạn quay trở lại với Ben Channel. Giờ đây, với sự xuất hiện hoành tráng của thức thần khảm hợp thú ngạc thổ, Gojo đang phải gồng mình một đấu ba. Có thể nói rằng, khả năng chịu hồi thức thần này của vua Nguyên Hồn là một nước đi vô cùng táo bạo, và theo lý nào đó thì nó đang khiến cho trận đấu trở nên mất cân bằng. Từ lần gần nhất mà ông thầy Dí Nhố sắp giành được chiến thắng, chính là lúc mà cú hắc thiểm chí mạng được tung ra, nóc ào đò ván vua Nguyên Hồn. Mọi thứ tưởng chừng như đã ngã ngủ, thì đột nhiên Mahoraga lại xuất hiện cứu Sukuna khỏi một bàn thua trông thấy. Tại thời điểm này thì có lẽ Mahoraga đã hoàn toàn thích nghi với vô hạ hạng của Gojo, nên thức thần này vẫn tiếp tục ở lại trên sàn đấu. Không những thế, sau khi lấy lại ý thức thì vua Nguyên Hồn còn triệu hồi thêm một đệ tử mới bên cạnh mình là khảm hợp thú ngạc thổ, biến trận đấu thành thế 1-3, với các fan của tên phản diện đáng sợ nhất giới chú thuật Sukuna đang được fan nở mày nở mặt khi đã thành công hóa giải đòn chí tử của Gojo. Nhưng ngược lại thì bên phía ông thầy Dí Nhố cũng cho rằng vua Nguyên Hồn đang lạm dụng sự trợ giúp quá nhiều từ các Mahoraga cũng như là các thức thần khác trong thập chủng ảnh. Vậy liệu vua Nguyên Hồn có thực sự đã phá vỡ các quy tắc cơ bản của việc kích hoạt thuộc thức, hay đây chỉ đơn giản là trận đấu giữa những kẻ mạnh nhất? Hãy cùng mình tìm hiểu xem cả Sukuna và Gojo có đang chiến đấu bằng chính thực lực của họ không nhé. Từ đầu trận đấu tới nay đã là cả một quá trình rất dài rồi, và có lẽ dù bể chú lực của Gojo và Sukuna có khủng tới đâu thì rõ ràng là cả hai cũng đang dần đi đến giới hạn. Sau khi liên tục bành trướng lãnh địa để so tài với nhau, sát thương tiêu cực mà ông thầy Dí Nhố và vua Nguyên Hồn nhận phải chính là tổn thương trực tiếp lên vùng não kỹ thuật bành trướng lãnh địa được khảm vào. Bằng chứng cụ thể là máu mũi Gojo đột nhiên chảy ra và mắt Sukuna thì đột nhiên thổ huyết nghiêm trọng. Không những thế, tốc độ hồi phục của ông thầy Dí Nhố còn giảm đi rõ rệt, và kể cả là đầu ra chú lực sụt giảm trong thuộc thức nghịch chuyển hách cũng bị Soko và những khán giả nhóm Yuji nhận ra. Nhưng với tất cả kỳ vọng mà chúng ta đặt ra cho cả Gojo và Sukuna thì không dễ gì họ sẽ thua cuộc trong kiệt sức được. Nếu có thể nói về những cuộc chiến huyền thoại như thế này thì những đấu thủ sẽ luôn vượt qua chính giới hạn bản thân khi gặp một đối thủ xứng tầm như vua Nguyên Hồn. Gojo đã nhờ tới sự giúp đỡ của Utahime búp cho tận 200% công lực để nhắc nhở mình phải bắt đầu dồn hết ý chí vào trận đấu thì mới có thể giành chiến thắng được. Tương tự như bên phía vua Nguyên Hồn, hắn đã phải bỏ qua sự thật rằng ngón tay thứ 20 cuối cùng với sức mạnh hoàn chỉnh là không thể tiếp cận được, nên bằng mọi giá hắn phải đạt được sự chuẩn bị tốt nhất thì mới có khả năng nghênh chiến với Gojo. Chính những chi tiết này khởi đầu cho chúng ta rằng cảm giác trận chiến sinh tử sắp diễn ra sẽ là một mất một còn, và không còn gì sót lại trong kho vũ khí của cả Gojo và Sukuna sau khi mà trận chiến kết thúc. Ấy vậy nên, ông thầy Nhí Nhố thậm chí cũng đã liều lĩnh đến sự tổn hại nguy hiểm từ việc cắt bỏ một phần của não bộ và hồi phục thuộc thức để tìm cách phản công lại Sukuna. Vua Nguyên Hồn cũng không thể nào kém cạnh khi mà hắn đáp trả bằng chính kỹ thuật đó của Gojo, và có lẽ cũng phải đánh đổi lợi thế nào đó nhằm vô thức triệu hồi Mahoraga. Không những thế, để chứng tỏ mình là người mạnh nhất thì vua Nguyên Hồn còn có thể đỡ được cả một hư thức tử 200% mạnh khuếch đại mà chỉ bị mất một cánh tay. Rõ ràng là sức phòng thủ và sức chống chịu của hắn là mạnh hơn bất kỳ ai trong giới chú thuật, thậm chí là nó còn vượt xa cả Gojo khi mà ông thầy Dí Nhố dựa dẫm quá nhiều vào cơ chế làm chậm vô hạn từ thuộc thức của mình. Điều này còn buộc ông thầy Dí Nhố phải dùng tới hư thức tử bí mật mà hiện tại chính ổng còn chưa biết mình có thức tỉnh được hay chưa. Ngược lại thì kỹ năng cận chiến của Gojo là bất khả chiến bại khi ông thầy Dí Nhố có thể một mình áp chế được thức thần Mahoraga, dù cho nó đã được cường hóa với tổng chú lực gần như là 20 ngón tay của vua Nguyên Hồn. Thức thần này rõ ràng là mạnh hơn rất nhiều với bòi lạnh lùng Megumi ở sự kiện Shibuya, bởi như chúng ta thấy, kể cả Sukuna với 15 ngón tay vẫn bị Mahoraga đấm cho bay tận hàng dãy nhà. Không những thế, vua Nguyên Hồn còn khẳng định rằng nếu hắn không chiếm được thể xác của Yuji thì Mahoraga đã biến Sukuna thành tro bụi rồi. Và mặc dù là Gojo bị tổn thương não nghiêm trọng, nhưng ông thầy Nhí Nhố vẫn có thể áp đảo Mahoraga trong trận đấu tay đôi. Chứng tỏ về khoản này, Gojo còn hơn Sukuna rất nhiều. Và nếu hiện tại không nhờ sự giúp sức của các thức thần, thì vua Nguyên Hồn đã no hành rồi. Chính vì vậy mà khảm hợp thú giờ đây mới được triệu hồi. Và theo như mình đánh giá là một thuật thức triệu hồi, thì thập chủng ảnh dành cho những người sở hữu kém hơn về mặt cận chiến như Megumi, thì Boy lạnh lùng cũng đã luyện tập rất nhiều để tăng cường sức mạnh vật lý. Nhưng nếu không có sự bảo hộ từ các thức thần, thì cậu khó lòng nào chiến thắng trước những đối thủ mạnh. Nhưng ở trường hợp vua Nguyên Hồn thì hắn đang là một kẻ bất tử qua hàng năm, nhưng vẫn thua thiệt trước vô hạ hạng của Gojo. Có thể nói, nếu không chiếm được thập chủng ảnh từ Megumi thì giờ đây vua Nguyên Hồn đã bỏ mạng rồi, bởi chính thức thần Mahoraga đã cứu hắn không chỉ một lần mà còn là cách hiệu quả để tấn công xuyên qua cơ chế vô hạ hạng của ông thầy Dí Nhố. Sukuna thậm chí còn cố gắng bảo vệ thức thần này để phòng trường hợp Gojo thực sự tung ra đòn tất sát kết liễu nó.
Ngoài ra, có lẽ chi tiết Vua Nguyền Hồn thực hiện nghi thức thanh tẩy Mahoraga để thu thập và thuần hóa nó đã bị ẩn đi rồi. Nhưng nếu không, thì sự thật rằng Vua Nguyền Hồn đang có sở hữu Mahoraga hay chỉ đang ăn để sử dụng sức mạnh của nó. Thực tình mà nói thì lúc bắt đầu trận chiến, Gojo đã có thể đánh bại Vua Nguyền Hồn trong một trận đấu 1v1. Khi mà về cơ bản thì ông thầy đã knock out hắn tới tận 4 lần. Nhưng mà chúng ta cũng không thể phủ nhận rằng khi đã giao chiến thì không thể trừ bất kỳ thủ đoạn nào để chiến thắng. Việc này cũng khẳng định lại giá trị trong thế giới chú thuật là quá bất công như thế nào. Bởi rằng Vua Nguyền Hồn cũng chính là một Nguyền Hồn. Và trong trải nghiệm khởi đầu của Yuji Itadori, cậu nhận được sự chế giễu phũ phàng từ Mahito và Sukuna. Sau cái chết thương tâm của người bạn Junpei cho đến cả sự kiện Shibuya, đối với Nguyền Hồn thì có lẽ tình thương chính là sự bất công. Khi Sukuna thẳng tay gieo rắc nỗi kinh hoàng lên tất cả những nơi mà hắn tới, Yuji mới nhận ra một cách cay đắng rằng bản chất của chúng là quỷ dữ. Và để đối đầu với chúng thì cậu cũng phải làm điều tương tự. Quay trở lại với trường hợp giữa Vua Nguyền Hồn và Gojo thì Sukuna không hề có ý định chiến đấu một cách cao thượng. Nhưng với một kẻ đã tự nhận là một thực thể tiến hóa còn cao hơn cả Nguyền Hồn và con người thì hắn đang chấp nhận phong cách chiến đấu của Nguyền Hồn. Không những thế, Vua Nguyền Hồn còn dựa dẫm vào cơ thể của một cậu bé loài người để quyết chiến với một con người. Tuy nhiên thì có lẽ với một trận chiến chiến thuật, tất cả những kỹ năng mà các đấu thủ đều cần được phô diễn để đạt hiệu quả tối ưu nhất. Nếu không có những yếu tố này thì chỉ riêng sức mạnh thuần thôi là chưa đủ để đánh bại đối phương. Nhưng ngay từ đầu trận chiến, Vua Nguyền Hồn biết rằng bản thân phải thua thiệt trước Gojo về mặt cận chiến, nên buộc hắn phải dùng đến bành trướng lãnh địa vô kết giới phục ma ngự trụ tử để tiêu diệt hiệu ứng phòng thủ vô hạ hạn của Gojo. Chiến thuật này không những thành công gây sát thương khủng khiếp lên cơ thể Gojo, mà còn khẳng định lợi thế của bành trướng lãnh địa của mình. Nếu tiếp tục dùng ép ông thầy Dí Nhố phải bành trướng lãnh địa thì phần thắng sẽ dần trượt về phía Sukuna. Nhưng ông thầy Dí Nhố cũng đã tính toán đến trường hợp này và thay đổi dần điều chỉnh điều kiện kết giới để đưa lại lợi thế về phía mình. Tương tự thì bên phía của Vua Nguyền Hồn, có lúc tưởng chừng như Gojo đã nắm chắc được phần thắng trong tay thì Mahoraga lại hiện lên để cứu cánh. Lý do mà Sukuna có thể sống sót sau khi chịu hiệu ứng tê liệt từ vô lượng không xứ chính là vì lợi dụng linh hồn của Megumi để lãnh đòn. Tuy không phải là một nước đi công bằng, nhưng với kiến thức chú thuật tích lũy từ hàng ngàn năm trong quá khứ của mình thì Vua Nguyền Hồn đủ khả năng xoay chuyển hướng tiếp của linh hồn để chiếm lợi thế. Tuy nhiên điều này lại một lần nữa khẳng định, nếu không có cơ thể của Megumi, rất có thể Vua Nguyền Hồn đã thua trong trận chiến này rồi. Không những thế, bằng việc chiếm đoạt thân xác con người, hắn có thể truy cập vào ký ức của họ, và với việc từng ở trong thể xác của Yuji, giờ đây là của Megumi, thì Vua Nguyền Hồn đã nắm khá nhiều thông tin chiến thuật của ông thầy Dĩ Nhố, lại một lần nữa khẳng định rằng Vua Nguyền Hồn đã đi một bước đi trước khi Gojo kịp trở tay. Chính vì thế mà ngay từ lần đầu tiên Mahoraga được triệu hồi lên thì Sukuna đã giấu đi thức thần này vào trong bóng của mình để né tránh các đòn tất sát bất ngờ mà ông thầy Dí Nhố có thể tung ra. Đợi mãi cho đến khi vòng bát chánh đã quay được 4 vòng thì Mahoraga mới đứng sân. Nhưng có lẽ nó cũng không còn lựa chọn nào khác, bởi nếu Mahoraga không đỡ đòn giúp Vua Nguyền Hồn thì giờ đây cuộc chiến giữa hai kẻ mạnh nhất cũng đã kết thúc mất rồi. Ngoài ra, để tiếp cận ông thầy Dí Nhố, Vua Nguyền Hồn cũng linh hoạt điều chỉnh lãnh địa chuyển duyên của mình sao cho vừa thích nghi được trước vô lượng không xứ, vừa vô hiệu khả năng phòng thủ của Gojo. Lãnh địa chuyển duyên được biết là một kỹ thuật rất khó để điều khiển, chứ chưa nói gì đến việc thay đổi điều kiện của nó. Giống như là bành trướng lãnh địa vậy, rõ ràng để có thể một người sở hữu cái lục nhãn lẫn vô hạ hạn là một điều không tưởng. Khi mà với lượng chú lực vô hạn, hiệu ứng phòng thủ của Gojo luôn luôn bật tự động và làm chậm mọi đòn tấn công hướng đến cơ thể mình. Không những lĩnh vực chuyển duyên mà còn vòng bát chánh cũng phải được Vua Nguyền Hồn sử dụng đến nếu muốn chiến thắng Gojo. Nhằm phòng thủ một cách hiệu quả mà vẫn kích hoạt được vòng bát chánh, Vua Nguyền Hồn cũng phải khéo léo né tránh những đòn tấn công tốc độ cao từ Gojo. Tuy thua thiệt trong khoảng cận chiến, nhưng chắc chắn trình độ võ thuật của Vua Nguyền Hồn là gần nhất với Gojo. Rồi cho đến gần đây, cả chiêu thức từ xích huyết thao thuật cũng được Sukuna sử dụng nhằm gây tối đa hiệu quả bất ngờ trước đối phương. Tất cả mọi thực thức gia truyền trong lịch sử chiếu thuật có lẽ đều được Vua Nguyền Hồn nắm rõ. Nếu không chừng, rằng chính hắn cũng sở hữu những thuật thức đó, chỉ là có thể chúng sẽ không hiệu quả để thi triển đối đầu với vô hạ hạn của Gojo. Khi mà giờ đây, chúng ta đã biết, trong cùng một lúc, hắn chỉ có thể kích hoạt một thuật thức mà thôi. Tuy nhiên không vì thế mà những kỹ thuật từ những thuật thức khác bị hắn bỏ quên. Hình thức tia đạn siêu tốc của xuyên huyết được Vua Nguyền Hồn áp dụng vào nước của thức thần mãn tượng, gây đủ sát thương để xuyên thủng lớp phòng thủ của Gojo. Có thể thấy, mặc dù không trực tiếp sử dụng xích huyết thao thuật, nhưng Vua Nguyền Hồn vẫn áp dụng được một trong những kỹ thuật mạnh nhất của nó. Không những thế, kể cả khi mãn tượng chưa được lên sân, nhưng nước của thức thần này vẫn có thể cho Vua Nguyền Hồn sử dụng.
Điều này đã gây không ít khó dễ cho Gojo khi mà ông thầy nhí nhố không thể loại bỏ mối nguy từ việc bị nhiều thức thần cùng lúc tấn công. Khi mà Gojo cần phải tìm thấy mục tiêu thì mới ra đòn tất sát được. Rồi không chỉ có sự hỗ trợ cho bóng tối của nhiều thức thần, Sukuna còn triệu hồi lên một tay đấm thứ ba để giữ cho Gojo luôn bận rộn nhằm tạo cơ hội cho vua nguyền hồn tìm điểm mù và ám sát ông thầy nhí nhố. Nếu chiêu thức bí mật mà Gojo đang chuẩn bị tung ra là không đủ để one shot Mahoraga, thì có lẽ ông thầy nhí nhố sẽ tìm thấy mình trong một thế một chọi ba vô cùng khó khăn. Tuy nhiên ở một khía cạnh nào đó, chúng ta thấy cả vua nguyền hồn và Gojo thực sự chơi không công bằng ở đây, khi mà sau mỗi cháp, mỗi người lại tung ra một chiêu thức khác nhau để phản công. Xuyên suốt trận đấu, Gojo và Sukuna luôn tìm cách đả kích, thăm dò những mánh khóe và lên kế hoạch chiến đấu của đối phương. Điều này đã ảnh hưởng phần nào tới tính cách và sức mạnh thuần túy của một trận đấu giữa hai kẻ mạnh nhất có thể đem lại. Sự kỳ vọng của khán giả khi trông ngóng đến hai kẻ mạnh đánh nhau đã được xây dựng từ một số chi tiết nhất định mà đã bó buộc trong phạm vi chạm, bát, thập chủng ảnh và vô hà hạn mà thôi. Trong khi Sukuna lợi dụng cơ thể Megumi sử dụng thập chủng ảnh, thì Gojo đã lấy một ngón tay của Sukuna. Đầu trận chiến, ông thầy còn nhờ Utahime búp lên tận 200% như một hy vọng kết thúc trận đấu trước khi nó bắt đầu. Tất nhiên là trong diễn biến mạch truyện anime, vấn đề chiến thắng thì tùy thuộc rất nhiều vào cảm xúc cá nhân của các bạn đối với những nhân vật trong anime đó và với tính bất khả chiến bại của vua hạ hạng, cũng như là khả năng thích nghi với mọi thực thức của Mahoraga thì rất khó để quyết định, đúng không nào? Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy comment phía dưới video cho mình biết với nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại.